Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bao phủ bầu trời Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là khối không khí lạnh đã biến tính, không còn bản chất lạnh và khô, đã trở nên ấm và ẩm. Chính vì vậy mà trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, sương mù xuất hiện trở lại. Trong sương mù còn kèm theo mưa nhỏ lất phất, tạo cảm giác như một mùa xuân sắp về. Theo các ghi nhận về nhiệt độ thì trong đêm qua nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên. Mức nhiệt thấp nhất ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi ở phía Bắc vào khoảng 16 đến 19 độ. Đồng bằng và trung du của Bắc Bộ có phần ấm hơn là từ 18 đến 21 độ. Dọc các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa, trong đêm qua vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào rải rác nhưng lượng mưa không lớn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít thay đổi. Riêng các tỉnh Tây Nguyên về đêm trời rét và có sương mù nhẹ với nền nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển của Nam Bộ đang trong thời kỳ chiều cường nên nước dâng cao vào chiều tối và sáng sớm. Đặc biệt là ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông bởi tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không có sự thay đổi lớn trong hệ thống thời tiết. Mặc dù Bắc Bộ đang bị bao phủ bởi sương mù khá dày, nhưng chỉ vài giờ nữa lớp sương này sẽ tan nhanh. Ngày hôm nay, cả hai khu vực nói trên đều có thời tiết tốt, với nắng vào buổi trưa, nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến sẽ đạt được trong ngưỡng khoảng từ 23 đến 26 độ. Đến chiều tối và đêm, nền nhiệt độ lại giảm dần và dao động phổ biến từ 18 đến 21 độ. Một số nơi núi cao vẫn có nhiệt độ xuống dưới 16 độ, trời khá rét. Khu vực vẫn xuất hiện mưa rào rải rác là các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa, nhưng ban ngày vẫn có nắng. Chiều tối có thể xuất hiện trở lại những cơn mưa rào ở một vài nơi. Ninh Thuận, Bình Thuận có thời tiết tốt, ít mưa, nền nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ. Nhìn chung thì nền nhiệt độ phía Nam của miền Trung dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng vào ban ngày và nền nhiệt tiếp tục duy trì mức cao. Ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên xấp xỉ là 34 độ và khá oi bức vào buổi trưa. Về đêm thì nhiệt độ giảm dần. Riêng các tỉnh Tây Nguyên trời rét và có sương mù với nhiệt độ giảm xuống từ 16 đến 19 độ. Tình hình chiều cường trong 2 ngày cuối tuần ở Nam Bộ vẫn tiếp tục được duy trì, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông cho một số cư dân vùng ven sông nơi trũng thấp. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và biến tính thêm nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ tiếp tục tăng thêm. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi từ 15 cho đến 17 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 đến 22 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 cho đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!